Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với đại số 9. Đang ở cái bài 54. Thì cái bài này nếu mà máy nó làm được thì mình thôi, không làm tay nữa. Thử xem nào. Phân số 2 cộng căn 2 xuống 1 cộng căn 2 bằng căn 2. Đó. Thì cái ý này máy nó làm được, tôi không. Còn về làm tay thì các bạn nhân liên hợp với cái 1 trừ căn 2, nhân cả mẫu với 1 trừ căn 2. Cái bên này nhân liên hợp với cả từ mẫu với 1 cộng căn 3. Thôi tí làm tay sau, cứ làm máy trước nhá. Căn 15 trừ căn 5 xuống 1 trừ căn 3 bằng trừ căn 5. Ok. Tiếp 2 căn 3 trừ căn 6 trên căn 8 trừ 2 bằng. Rồi thì cái chỗ này máy nó làm được hết, được chưa? Về nguyên tắc thì chúng ta biết là thi đại học thì thi trắc nghiệm bấm cực kỳ nhanh. Nó không có trình bày, không có lằng nhằng. Thi vào 10 thì trình bày. Hai cái này nó cũng đã mâu thuẫn với nhau rồi, nó không có sự chuẩn bị sớm. Đó. Thì các bạn nên nên chuẩn bị trước. Đó. Không chờ nữa, mình phải chủ động. Này. Còn cái ý thứ nhất thì ta nhân cả từ bảo mẫu mới 1 trừ căn 2. Tức là liên hợp với cái mẫu thì 2 cộng căn 2. Đóng mở ngoặc nhân với 1 trừ căn 2 đóng trên trên thì 1 cộng căn 2 nhân với 1 trừ căn 2 là hằng đẳng thức là a cộng b nhân a trừ b bằng a bình là 1 bình bằng 1 trừ b bình là trừ căn 2 tất cả bình là bằng 2. Để nhân tung cái tử nó ra. Tử 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân với trừ căn 2 bằng trừ 2 căn 2. Là hết số 2. Lấy căn 2 nhân tiếp thì là căn 2 nhân 1 bằng cộng căn 2. Rồi căn 2 nhân trừ căn 2 là ra trừ 2. Trên 1 trừ 2 là âm 1 bằng cộng 2 với trừ 2 hết. Căn 2 trừ đi 2 căn 2 thì ra trừ căn 2. Đó. Ở bên dưới là trừ 1 thì bằng căn 2. Rồi. Sang cái ý thứ hai. Căn 15 tách thành căn 5 nhân căn 3 đi. Trừ đi căn 5. Con này có vẻ không cần nhân liên hợp. Trên 1 trừ căn 3. Chỗ này cho căn 5 nhân 1 để tí nữa đưa căn 5 ra cho dễ. Thấy nó còn cái gì? Nhiều bạn không cho nhân 1 đưa căn 5 ra chẳng biết còn gì. Thì căn 5 ra ngoài. Mở ngoặc thì tức là xóa căn 5 đi. Căn 5 nhân với này. Căn 5 nhân với này. Thì trong còn có phải là căn 3 trừ 1 không? Căn 3 trừ 1. Ở dưới là 1 trừ căn 3, muốn có căn 3 trừ 1 trừ một phát mở ngoặc nó sẽ thành căn 3 trừ 1. Đưa dấu trừ đằng trước, bên trong đổi dấu hết. Bằng gạch hai cái này đi thì còn căn 5 trên trừ 1 thì bằng trừ căn 5. Đó.
Tiếp. Hai căn 3 trừ đi căn 6 trên căn 8 trừ đi 2. Các bạn cứ ôn vào 10 ngay từ bây giờ, tôi đảm bảo rằng là các bạn chả phải đi đâu cả, cứ ngồi cầm điện thoại vừa xem vừa huýt sáo, thừa đỗ, còn đỗ điểm cao ạ. Nhưng các bạn phải ôn từ bây giờ. Ở bên trên là 2 căn 3 để nguyên đi, trừ đi căn 6 nó bằng căn 2 nhân với căn 3. Tám bấm máy, căn 8 bằng 2 căn 2 trừ đi 2 viết thành 2 nhân 1 bằng, bên trên có căn 3 chung, đưa căn 3 là bên trên á, bên trên thì viết nữa. Số 2 thì viết thành căn 2, nhưng căn 2 có cả căn 2 chung đấy. Căn 2 nhân căn 2 nhân căn 3 cho nó có căn 2 chung. Rồi trừ đi căn 2 căn 3. Đó là tách số 2 thành căn 2 căn 2. Trên ở dưới mình đưa 2 ra. Trong còn đưa ra thì gạch nó luôn. Đó, còn gì viết lại cái đấy vào trong ngoặc căn 2 trừ 1. Ok. Bằng tiếp. Ở bên trên có căn 2, căn 3 chung. Thì đưa căn 2 nhân căn 3. Chỗ này là nhân thêm với 1 này. Để tí nữa đưa ra thì còn số 1. Thì đưa căn 2, căn 3 ra thành đưa căn 6 ra. Đưa căn 6 ra. Căn 2, căn 3 viết tắt thành căn 6 đi. Thì có nghĩa đây mất đi một căn 2, mất đi một căn 3. Ở đây mất đi căn 2, ở đây mất đi căn 3. Thì đằng trước ấy, mở ngoặc còn căn 2 trừ đi 1. Dưới mẫu còn 2 căn 2 trừ đi 1. Mấy con này nhân liên hợp cũng được nhé, cũng được, không sao cả. Nhưng mà làm như này cũng được, làm này thấy cũng dài đấy, chả khá khẩm gì đâu. Căn 6 trên 2. Thì nó có nhiều cách, miễn là mất căn ở mẫu là được. Còn về nguyên tắc thì con nào nhân liên hợp là nó cũng mất mẫu luôn, nó nhanh. Các bạn nhân với 1 cộng căn 3 nhân với căn 8 cộng 2 là nhanh nhất. Còn không thích thì làm theo cách này. Mà nhanh nhất là bấm máy tính. A trừ căn A. Trên 1 trừ căn A. Đấy, những con này thì máy nó thua. Thì lại phải làm tay. Căn A tách thành căn A nhân với căn A. Trừ đi căn A nhân với 1. Tất cả trên 1 trừ căn A bằng trên đưa căn A ra. Bên trong sẽ còn căn A trừ 1. Bên dưới đưa dấu trừ ra. Trong còn căn A trừ 1.
cứ đưa dấu trừ ra thì bên trong nó đổi dấu gạch đi, còn trừ căn a bên trên còn căn a, dưới còn trừ một, căn a chia trừ một bằng trừ căn a hết. Tiếp theo p trừ 2 căn p. P trừ 2 căn p trên căn p trừ 2. Thì môn toán nó cũng chả có ai thông minh đâu. Những người mà họ được điểm cao là họ làm nhiều. Những người được điểm thấp là họ làm ít. Điều quan trọng các bạn phải cam kết mình là gì trước cái mùa thi. Ví dụ mình cam kết mình được 10 điểm trong mùa thi này thì mình bắt đầu mới học. Còn mình không cam kết gì cả thì não của mình nó không học. Có được lệnh gì đâu mà học. Đó. Còn nếu cam kết rồi thì đương nhiên nó sẽ làm theo cái cam kết của mình. Cho nên cái việc lập cam kết trước mùa thi là quan trọng hơn là chúng ta chăm chỉ học bài. Vì khi mình thực sự cam kết rồi thì mình sẽ làm. Nó giống như một lời hứa với người yêu. Anh hứa là anh sẽ, cho nên hứa thì phải làm. Mặc dù mình hứa hão đôi khi người ta cũng vẫn cứ sẽ nhớ mãi cái lời hứa của mình. Cho nên mình đã chót hứa là rồi mình sẽ phải làm. Gạch cái này đi. Gạch cái này đi. Thì trong còn căn P trừ đi 2. Trên căn P trừ đi 2. Thì còn căn P. Đó. Thì trong cái cuốn sách Tôi tài giỏi bạn cũng thế của Adam Khu á, là ông ấy nói là gì, cứ vào cái quyển đó nó dạy là gì, cứ đầu giờ hay đầu ngày hay bất cứ khi nào thỉnh thoảng chúng ta lại viết xuống tôi tài giỏi bạn cũng thế, tôi cam kết. Tôi cam kết tài giỏi và giàu có. Thì cứ sách cứ viết suốt ngày, viết khắp các chỗ cái chữ này nhé. Thì cứ viết hết. Bố mẹ bảo mày điên. Điên cái gì? Thì con mong ước tài giỏi và gì nhỉ? Và giàu có, đúng không? Thì bố mẹ lại không thích à, muốn con dốt nát à và nghèo nàn à? Cho nên trong cái văn hóa người Việt của mình hay triệt tiêu các cái ước mơ, triệt tiêu các cái ước mơ. Thì đó, cứ quyển vở là cứ viết cái dòng này trước đã. Thằng bên cạnh nó nhìn thấy nó cười thối mũi, mày cứ cười đi, thế thì mày muốn thành cái gì? Tao cứ tuyên chiến vậy thì lần đầu nó cười thôi, chứ mình viết như vậy trong 10 năm thì nó thấy sự tiến bộ của mình có khi nó lại theo. Nó lại theo. Cho nên cái đó quan trọng lắm. IB. AB. Thì hai cái đầu gom thành một ngoặc, hai cái sau gom thành một ngoặc. Thì AB này, cái này thì mình phải nhìn làm nhiều nên quen thôi. Mà gom không được thì lại kiểm kiểm sang cặp khác. BA à đâu B căn A chứ à, B B căn A đóng vào ngoặc vào cho cái căn A cộng 1 là một cặp.
bằng thì B mở ngoặc trong chỗ này, từ từ, chỗ này có cả tách A thành căn A nhân căn A đấy, nhân với B cộng với lại B căn A. Cho nhân với 1 đi. Tí nữa có cái mà trong cộng với căn A cộng 1. Bằng thì hai cái đầu có căn, có B căn A chung phải không? B căn A chung thì B đây, căn A đây, B căn A thì còn căn A cộng 1. Cộng với căn A cộng 1 cho nhân thêm với 1 để tí ra chung thì nó còn số 1. Bằng thì có căn A cộng 1 này chung này, gạch đi, gạch đi. Còn lại B căn A cộng 1. Đó. Thì văn hóa người Việt của mình thường sẽ chê bai, cứ thằng nào nói tôi tài giỏi là bọn xung quanh nó cười. Nó cười một cách ngặt nghẽo và nó chê bai thằng điên. Thì cũng giống như cái câu chuyện và nó thui chột tất cả những cái tài giỏi của người khác. Các bạn tưởng tượng giống như con voi khi còn nhỏ thì nó cũng hùng mạnh, nó cũng oai, nó cũng húc, nó phá phách, thì người ta sẽ gì? Sẽ buộc chân nó vào cái dây thừng. Mày cứ chạy là nó kéo lại đau, đau thì không dám chạy nữa. Không dám chạy nữa thì lớn dần lên thì vẫn cái con voi đó. Vẫn cái con voi đó. Vẫn cái dây thừng đó, nhưng mà con voi bây giờ nó to khổng lồ rồi và nó chỉ cần giật nhẹ một cái đứt dây thừng nữa, nhưng mà nó không có dám. Nó không dám là bởi vì nó vẫn bị, tức là trong cái bộ não của nó bị mặc định nó là không đủ sức để dứt cái dây thừng đó, cho nên là nó mới bị như vậy. Rồi bố mẹ hay nói là mày chỉ cần bằng bố bằng mẹ mày là tuyệt vời lắm rồi, mày còn lâu mày mới bằng bố mày, mày còn phải ốm đấy. Thế nhưng mà nếu mà đời sau mà bằng đời trước thì xã hội đâu có tiến đến tận ô tô máy bay bây giờ, vì đời trước đi xe đạp và đi bộ mà, thì rõ ràng là nó tiến lên chứ, nó tiến lên và chắc chắn là đời sau nó giỏi hơn rất là nhiều, vì nó kế thừa tất cả những tinh hoa của đời trước cộng thêm với sự sáng tạo mới nữa. Vậy đôi khi mình tự đánh giá mình thấp quá và mình không thực hiện tất cả những mơ ước của mình. Thứ hai là nhiều người quyết tâm rồi nhưng mà sao không có thầy. Thì huấn luyện viên là một người rất quan trọng, vì chúng ta quyết tâm mà bằng bằng tay chân bằng mồm của mình thôi, nhưng mà chúng ta muốn đi không biết đi đường nào thì cũng được, nhưng nó sẽ chậm và sẽ rất là vất vả, thì chúng ta nên tìm đến một huấn luyện viên giỏi. Vậy thì làm thế nào để biết được huấn luyện viên giỏi? Thì chúng ta thử thôi, bằng phép thử thôi. Gặp người này không được thì chuyển người kia và liên tục cầu tiến tìm hiểu thì sẽ tìm thấy, muốn là sẽ thấy. Rồi tiếp. Em trong bài nó cho y có dương không? X y là các số không âm. Rồi. Ok. Thế thì ý B làm vô tư. Ý B tách x mũ 3 thành x bình nhân với x. Y mũ 3 cũng thế. Y bình nhân y
cộng với x bình, vì x là số không âm cho nên ra khỏi căn được ngay, không cần chỉ đối nhé. X căn y, và y là số không âm cho nên ra khỏi căn không cần chỉ đối là y căn x. Bằng ở đây là x căn x bình chui ra vì nó là số không âm, nó ra trừ đi y căn y. Thế thì x căn x với lại x căn y thì đưa x ra thì còn x căn x cộng căn y, hai cái sau đưa dấu trừ y ra. Rồi thế là có cái chung rồi, bằng à chết, mình còn phải nối vào cộng với x căn y trừ đi y căn x bằng. Bây giờ ghép thằng thứ nhất với thằng thứ ba thì ta sẽ có x căn x cộng với lại x căn y cho một ngoặc, rồi mình đưa trừ ra thì bên trong sẽ còn là, tức là thằng thứ này ghép với thằng này, đưa trừ ra thì sẽ có là y căn x, biết y căn x trước cho nó tí cho giống nhau luôn đi, cộng với y căn y, đưa trừ ra bên trong sẽ đổi dấu hết. Rồi bằng tiếp hai thằng đầu đưa x ra chung, ôi chết chỗ này thiếu căn y, x căn y bằng đưa x ra trong còn căn x cộng căn y thì đề thi vào 10 ấy, họ lấy 100% trong sách bài tập và sách giáo khoa, không chạy đâu cả nha. Còn cái điểm 9 điểm 10 đương nhiên là họ thích lấy ở đâu thì họ lấy, nhưng mà 8 điểm thì chắc chắn phải nằm ở đó, không chạy đi đâu được. Y không thay số gì đâu, các bạn cứ học hết là ok rồi. Căn x cộng căn y, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên mình trình độ còn thấp, không lấy, lấy ngoài thì có mà trượt sạch, mà điểm nó thấp quá thì phụ huynh nó đốt trường. Bằng căn x cộng căn y ở x trừ y hết. Đấy là xong cái bài 5 năm. Bài 56. Ui, 56 thì máy nó xếp. Mình xếp cũng được. Bài 56 thì mình đẩy hết vào trong căn rồi mình xếp. Ví dụ 3 đẩy vào trong căn là thành 9, 9, 5, 4, 5. Cái số 1 là căn 4, 5. Để như thế thì chả ai xếp được. Nhưng mà đẩy vào trong thì xếp vô tư. 2 đẩy vào trong thành 4, 4, 6, 2, 4, căn 2, 4. Căn 2, 9. 4 đẩy 16, 16 x 2 là 32. Rồi, thế thì mình bây giờ sẽ xếp là gì? 2, 4, 2, 9, 32 và 4, 5. Như vậy 2, 4. 2, 4 là thằng này là nhỏ nhất đây, đứng số 1 này, tăng dần mà. 29 là thằng này đứng thứ hai này. 32 thằng này đứng thứ ba này. Và thằng này đứng thứ tư. Đấy xếp như thế, từ nhỏ đến lớn. Thằng thứ hai cũng tống vào trong căn thế, nhưng nó số nó to hơn thôi. Sau 6 36 đây thành căn 72. Căn 38. Đây thành 33 là 9, 97, 63, căn 63.
Đây chui vào 2, chui vào thành 4, 4 nhân 14 thành 5, 6. Đó. Thì sẽ xếp từ 38, 56, 63 và 72. Còn ở bài 57 thì máy nó làm. Vì đây là trắc nghiệm cho nên là sẽ làm thẳng vào máy luôn. Không có trình bày gì hết. Là căn 25x alpha x chạy ra trừ đi căn 16x chạy ra alpha bằng 9 shift son bằng 81. Đáp án có 81 không? Đi D. Xong. Rồi, để gọn một video bài này, xong rồi sang xoắn tán.